Đây là cái chất máy chúng ta nghe máy nó đanh không? Êm không ạ? Ốc ác thì vàng ươm. Vâng thưa quý vị và các bạn, trên tay em đang cầm chiếc Mazda 6 các bạn nhá. Chạy xuống không khác gì Corolla Altis 2008 hay 2009. Chạy xuống như Camry luôn thưa quý vị các bạn, gầm vô cùng chắc. Và chiếc xe này thì có trang bị phanh ABS từ khí, từ khí là 2 từ khí luôn. Và con xe này là em cam kết và bảo hành cho anh em là máy nguyên. Và xe không đâm đụng tai nạn thủy kích gì cả mà gầm bệ chạy chắc lịch luôn. Chợ lái chợ liếc không có dơ dão gì cả. Đây có cái ngoài ôm vô lăng hơi cũ thì bọn em sẽ thay mới thôi. Loa âm thanh thì vũ trường điều hòa mát các bác nhá. Và chiếc xe này thì nó không không có quá nhiều trên thị trường của chiếc xe cứng như thế này. Thì gầm bệ khẳng định với anh em chắc như Corolla Tít 2009 và chắc như Camry 2003-2004 luôn. Chạy nó vô cùng sướng. Và để cho anh chị và các bạn xem chi tiết thì ngay bây giờ mời chúng ta hãy cùng em đến phần chi tiết của chiếc xe này. Xin kính chào toàn thể quý vị, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Sư Sứ Cỏ Hải Dương. Thì mới nhất trong buổi chiều ngày hôm nay, ngày 23 tháng 3 năm 2020 dương lịch, và em xin được quay chi tiết và trân trọng và giới thiệu anh chị các bạn một cái mẫu xe Mazda 6 sản xuất vào năm 2003. Và đây một chiếc xe mang tên tư nhân. Và em cam kết và bảo hành cho anh em ở đoạn đầu clip là chiếc xe này máy móc vẫn còn nguyên bản theo xe các bác nhé. Và chiếc xe này không có đâm đụng tai nạn thủy kích gì cả. Và chiếc xe chúng ta khẳng định là với anh em chúng ta mua về là chúng ta chỉ việc đổ xăng vào là chúng ta chạy thôi. Lốp nắp mới cả dàn thưa quý vị và các bạn, là chúng ta đã tiết kiệm được một khoản chi phí rất là lớn đối với dòng xe này. Và chiếc xe bên em đang chào bán với mức giá là 185 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Và 165 triệu đồng là chúng ta có thể hình dung ngay là chúng ta có thể là cân đối những anh em mà đang có cái cửa tiền từ tầm khoảng 140 cho đến 150 triệu. Đấy, thì anh em đang mua được xe gì, có thể là Daihatsu Gencha, có thể là Toyota Vios, Nimo Lăng đời 2007, hoặc thậm chí chúng ta có thể mua được chiếc Vios G chạy taxi ra phải không ạ? Vân vân. Nhưng những chiếc xe này thì nó phải thực sự nói với quý vị bạn để hiểu rõ hơn về cái dòng Mazda 6, nó một dòng xe thương hiệu của Nhật. Cho nên dòng xe nó rất bền và rất là giữ giá thưa quý vị các bạn. Thời điểm hiện tại bên em đang chào bán là 185 triệu đồng. Nếu anh em nào theo dõi kênh chúng ta biết giá đưa ra là luôn luôn là hợp lý để cho chúng ta mua không quá cao. Sau khi chúng ta sử dụng 1 cho đến 2, 3 năm thì chúng ta cũng bán lại với cái chiếc xe này, với cái chất xe mà như hiện tại mà em đang quay như thế này thì chúng ta cũng không lỗ là bao nhiêu cả, rất là ít phải không ạ? Và chiếc xe này nội thất của nó còn rất là sáng nha anh em nhé. Và chúng ta hãy nhìn những cái chất này, chất xe đây. Được chưa? Và con này là ghế nỉ nhá. Ghế nỉ ở bên trong vẫn còn nguyên thưa quý vị các bạn. Đây, ốc ác này, zin nguyên bản các bác nhá. Ốc ác là zin nguyên bản luôn. Trang bị thì có hai từ khí hoàn toàn. Đấy, toàn bộ đồ đạc, đồ nhựa của xe rất là tươi như này, anh em nhìn rất là rõ đây. Tâm đồ tắp ni nó này, nhìn nét nẹt chưa? Xe không taxi, không dịch vụ anh em nhá, xe gia đình ạ. Và bác chủ xe này là bác ấy là một người ngày xưa là học là cơ quan công chức nhà nước, bác làm bác sĩ. Hạn còn để quên cái ví ở đây thì em sẽ gửi lại trả lại bác ấy sau. Ngày xưa từ thời năm 1975 là học ở trường Bách Khoa. Học Bách Khoa ra đây thấy bác chủ xe mai gửi cái thẻ. Sinh năm 1972. Bác ở ngay Quảng Ninh thôi các bác nhá. Và chiếc xe này thì máy móc thì còn chất thì thôi rồi luôn. Thì em sẽ quay cho anh em về phần khoang máy để chúng ta nghe tiếng máy này. Các bác nghe tiếng máy này, đề phát ăn ngay. Con này chất zin nó là nguyên bản theo xe và bọn em mua về con này là chỉ có rửa nước nã thôi. Và đây là khoang máy xe nhé các bác nhé. Con này ốc ác của nó nhìn còn vàng ươm luôn. Và xe thì khẳng định với anh em chúng ta để đỗ cả năm cũng không có một giọt dầu nào cả. Đây là cái chất máy chúng ta nghe máy nó đanh không? Êm không ạ? Ốc ác thì nhìn vàng ươm. Ngày xưa nhá, ngày xưa con này là bị, đây là con bị mốc mốc này.
ngày xưa bác chủ xe nó cái dòng xe cũ này lâu năm nó bụi bặm vào thì bác không biết, bác dùng cái xì cái R77 trong khi mà máy nó vẫn còn nóng ấy, là bác cái xì vào những con đầu ốc, bác cái bỏ ra xì vào để bảo dưỡng, nhưng thực chất nó là xì vào thì bị thâm ốc đi chứ không bản chất của con này nhá. Chúng ta nhìn là tất cả những cái đồ của nó này còn vàng ươm luôn. Còn đây là cái nỉ này, cái nỉ mà chúng ta đang xem đây, cái này là theo 5 tháng thì dòng Mazda thì con nào cũng bị mờ như thế vậy. Chúng ta hãy nhìn cái chất ốc của nó này. Máy nổ rất là êm anh em nhé, xe không một giọt dầu nào luôn. Đấy. Và chiếc xe này là chỉ có 185 triệu đồng bọn em bán tại cửa hàng, có tại địa chỉ đường 388 Long Xuyên Kinh Môn Hải Dương. Và anh chị và các bạn muốn xem hình ảnh chi tiết, chúng ta có thể là kết nối qua số Zalo của em là 0852 555 555 hoặc có thể alo trực tiếp cho em sẽ nghe máy 24/24. Và sẽ trả lời anh chị và các bạn. Nếu anh chị và các bạn mà chúng ta đang ở khu vực phía Nam, miền Nam hoặc miền Trung mà chúng ta muốn sở hữu xe thì chúng ta có thể là alo nhấc máy và em sẽ vận chuyển nhé. Cam kết là xe không đâm đụng, không tai nạn, không thủy kích gì cả. Và con này nỉ nó còn nguyên cơ mà, chắc chắn là thủy kích, nếu mà ngập nước là sẽ bỏ hết nỉ. Con này nỉ nó nguyên bản cả xe cơ mà các bác nhé. Đăng kiểm còn đến tháng 8 năm 2020. Tháng 8 năm 2020 thì còn vài tháng nữa. Ghế ghiếc của nó đây, chúng ta nhìn này. Đây là ghế da xịn bọc từ đầu, ở trong nó là nỉ, một lớp nỉ nữa cơ. Ở bên trong còn cái nỉ nguyên bản luôn. Và con này thì máy gầm thì thôi khỏi phải nghĩ luôn, chạy như atit luôn, kiểu vậy. Chủ xe bảo dưỡng tốt. Cái chỗ da này thì theo 5 tháng, ngày xưa nó là da nó bằng nỉ thì chủ xe dán cái này vào thì bây giờ đang bị rộp rộp này ra chúng ta. Có thể là gãy tắp ni ra, bắt đầu anh em nó vuốt lại bôi lại keo là căng lại nha anh em nhé. Keo chỉ zin 100 xe luôn. Trần pháo là trần nỉ nguyên đây, trần đây. Trần này anh em mà thích sáng hơn nữa thì có thể là cho vào xì bọt tuyết xong bắt đầu tẩy một vòng là rất là đẹp. Ghế này, không gian của con này được cái này, chúng ta thấy không, giá trị 185 triệu nó khác, ngồi nó rộng thực sự luôn. Chúng ta nhìn này, còn thừa hơn cả một gang nữa cơ mà, nó rất là rộng. Tất cả này tháo ra đấy, bị bịp mất cái này, bên trong này nó còn nỉ nguyên bản nữa. Con này nỉ nó rất là đẹp đây, nỉ nó như thế này này, nỉ như thế này luôn anh em nhìn này. Đấy, con này toàn bộ nội thất nó là nỉ như thế luôn. Và đây là cái chất xe gia đình, cho nên là chúng ta nhìn thấy đồ đạc nó rất là đẹp. Và anh chị và các bạn đang có nhu cầu muốn sở hữu cái mẫu xe Mazda 6 này thì có thể là alo nhấc máy cho em qua số điện thoại là 0852 555 555 hoặc 0966 668 121. Địa chỉ có tại đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương các bác nhé. Và hiện tại cửa hàng em cũng đang cần thu mua một số lượng xe rất là lớn, không hạn chế số lượng để phục vụ anh em trong cái mùa dịch này. Đây, tắp nô tắp ni chúng ta nhìn này. Đấy. Xe gia đình này chúng ta nhìn cái tắp ni của nó này. Bốn tắp ni nó đều như vậy nhá các bác nhá. Bốn tắp ni nó đều như vậy luôn. Và xe nó không bị đâm đụng thì kích gì cả. Đây, chúng ta nhìn tắp ni đây. Và con này em sẽ cho anh em xem qua luôn cốp xe nhá. Đóng cửa rất là chắc, bởi vì cái dòng Mazda 6 này tôn vỏ nó dày dặn, chúng ta nhìn này. Hóc khác bản nề là di nguyên bản theo xe luôn các bác nhá. Đấy các bác nhìn thấy nỉ, nỉ cốp này. Keo chỉ zin toàn bộ 100%. Đấy, xe này thì anh em mà đang năn tăn, con này em bán sát giá luôn, bởi vì cái giá bọn em bán ra, chúng ta nhìn này, ốc ác nhìn vàng ươm luôn. Bọn em bán ra giá này là bán kỷ niệm cho anh chị nào chúng ta theo dõi kênh lâu chúng ta biết. Cái giá luôn luôn là hợp lý để cho anh em đi về trong một thời gian khoảng 1 năm đến khi chúng ta bán lại thì khấu hao nó không có nhiều. Đấy, rất là dễ dùng, và con này máy zin luôn, máy nổ cực êm luôn. Đấy, và em sẽ cho anh em xem qua luôn loa đài xe nhá. Kích nốp, kích nhiếc đầy đủ hết đây rồi. Tất cả lốp dự phòng có đầy đủ đây, ở đây sau hết này. Và gầm bệ của con này thì anh chị và các bạn yên tâm luôn là không có bị mục mọt gì cả đâu ạ.
của Oppo này. Máy nổ rất êm, nghe từ máy không ạ? Không có một tí khói nào nhé các bác nhé. Chúng ta nhìn không có một tí khói nào luôn. Xe có cảm biến lùi đầy đủ rồi. Toàn bộ kính là kính zin theo xe hết. Âm thanh loa đài thì vũ trường nha các bác nhé. Và con này điều hòa của nó đây, bật luôn này. Điều hòa rất là mát. Cô kia của nó đây rất là rộng luôn. Xe cái chất zin của nó, kể cả những cái mạ này nhá, mạ này lau đi phát nó sẽ sạch sẽ luôn. Nó lau bông đi nó sạch sẽ luôn. Vẫn là cái chất zin, cái mạ của nó chưa có bắn lại sơn một lần nào cả. Và con này xe này chúng ta nhìn tất cả những cái núm này của nó này vẫn zin nguyên bản, không bị mờ đi một tí nào luôn. Xe dòng này khẳng định với anh em mà chạy rất là nành. Anh em chạy đường dài yên tâm và sử dụng. Đối với anh em mà chúng ta mới chơi xe mà chúng ta đang có tầm tiền này ấy, 185 triệu dưới 200 triệu mua cái mẫu xe Mazda 6 này, thực sự với quý vị các bạn là đời nó 2003. Nhưng mà chúng ta phải so với nó chạy nó còn sướng hơn cả chiếc Corona Altis cơ. Đấy. Âm thanh thì vũ trường, đang chúng ta đang nhét đĩa vào này. Âm thanh con này thì hay luôn, bằng chạy như em nói rồi, con này em chạy đóng cửa già của nó rất là chắc chắn. Và con xe này này chúng ta nhìn số má nhá. Vào phát nhấp nhẹ một tí đấy. Thôi chứ còn đâu là xe không lỗi, và cái chất máy zin như này chúng ta chạy chỉ có việc là đổ dầu mỡ mà chạy thôi. Mà con xe này bản thân anh em mua về cũng chỉ việc dùng luôn, không có làm lại gì cả. Mai mà em sẽ cho đánh bóng một vòng xe rồi là xe về nhà đỗ vào xe cái đen cườm, nhìn không thấy vết xước nào các bác nhá. Đấy, và một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị và các bạn trong clip lần sau. Xin trân trọng cảm ơn. Và anh em nào mới xem được kênh, chúng ta cũng có thể là ấn nút đăng ký kênh để có thể được theo dõi và có thể được cập nhật luôn luôn thường xuyên tất cả những mẫu xe về mới nhất từ cả BMW. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong clip lần sau và những chiếc xe lần sau nhé.